Tôi Võ Thành Nguyên xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018. Video clip này Thành Nguyên xin trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào, gỗ mun hoa da báo, cột 12, chân 14, gồm có 8 món và một chiếc tủ kệ TV 2m9 cũng bằng gỗ mun hoa da báo. Kệ đồng tiền 3 cục, toàn bộ là cánh dày 2 phân đục tay và vân hoa chọn rất là đẹp. Có 8 cánh đều đục tay 100% và 3 cục kiểu kệ mõ đồng tiền dài 2m9 và đã được hoàn thiện xong phần pony. Thành Luân chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Là cùng một chiếc đồng hồ của khách ở Hạ Long, Quảng Ninh. Chiếc đồng hồ Thành Luân đã hoàn thiện xong phần pony, cũng chuẩn bị bàn giao ngày chủ nhật nữa sẽ bàn giao chiếc đồng hồ này. Hôm nay một xe chỉ chở hết một bộ bàn ghế 8 món và một chiếc tủ cạnh TV thôi. Bộ ghế này rất là to, chân 14, cột 12 nhân chân 14, rất là to, cao, dài, rộng. Video clip quý vị đang xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại xưởng sản xuất tại cơ sở 2 là tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Bộ này chúng tôi chuyển từ cơ sở 1 cũng chính là nơi xưởng sản xuất là tại Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và cơ sở 2 để hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại Quảng Ninh, ở Tiên Yên, Quảng Ninh. Toàn bộ vân gỗ là tự nhiên 100%. Tất cả vân gỗ là tự nhiên 100%. Đây là mẫu đào Minh Quốc Đào, vân gỗ của ba cái vách tượng giữa này vân rất là đẹp. Thành Luân cam kết là cái vân gỗ tự nhiên 100%. Toàn bộ vân tự nhiên 100%. Không hề có tí vân nhân tạo nào cả. Rất là VIP. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%. Video clip quý vị đang xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại đầu gỗ Thành Luân cơ sở 1 à cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Toàn bộ đường nét đục chạm này vô cùng tinh xảo. Chân 14. Bộ này là cột 12 nhưng mà chân 14. Thành Luân sẽ quay chi tiết từng chiếc ghế một. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên và chọn vân hoa rất là đều. Bộ này Thành Luân chọn cái mẫu đào đẹp nhất từ trước đến giờ, chưa có mẫu đào nào đẹp như thế này. Chân to, ghế rất là dài rộng. Cột 12 như Thành Luân làm theo kích thước của bộ cột 14. Ghế to, sâu và rất là rộng, bàn rất là rộng, một bàn rộng là 1m17 nhân 1m75. Vân gỗ toàn bộ là vân tự nhiên 100%. Trên mình quý vị đang xem là Thành Luân đang giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Đào gỗ mun hoa cột 12 gồm có 8 món cho khách hàng ở Quảng Ninh. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm gỗ mun tuyệt đỉnh giống như này liên hệ ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đầu gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ở tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Toàn bộ cái bộ nội thất phòng khách cũng có bộ bàn ghế gỗ mun mẫu Minh Quốc Đào, cột 12, chân 14 và một chiếc đồng hồ cũng bằng gỗ mun hoa cao 2m2. Đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần vân y để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại ở Tiên Yên, Quảng Ninh. Vân gỗ rất là đẹp. Để chọn được cái bộ bàn ghế vân hiếm có tìm như này rất là nâu. Không phải nó nào cũng chọn được cái vân tuyệt đỉnh và đẹp như này cả. Đây, chiếc ghế dài vân gỗ rất là đẹp. Toàn bộ là vân tự nhiên 100%. Vì đang lúc 3 giờ 15 phút buổi chiều ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018. Ở phía trong này là chiếc tủ kệ TV dài 2m9 cũng được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa. Dài 2m9, 8 cánh là đục tứ quý, tùng cúc trung mai. Ở phía trên mặt là mặt liền. Dài 1m95 và mặt này mặt liền sâu 57 phân, rất là rộng.
cầu Bàn Hế này rất là đẹp, mà quay mãi không thấy chán, nhìn mọi góc cạnh đều đẹp, đẹp từng cái phần dưới đẹp lên, phần chân là đục, tích đầu luân chân móng rất là đẳng cấp. Ở cái phần yếm là vén hoan tây, có thêm một hạt sỏi, vén hạt sỏi vào dưới là vén hoan tây rất là đẹp. Thì trong kia là một cái ghế dài 3 vách liền khối dày 4 phân, chọn vân loang giả báo rất là đẹp. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau.